Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn cái sản phẩm dầu lạnh của Hàn Quốc trị các vấn đề về đau mỏi nhức các bạn nhé. Các bạn biết là những cái vết thương hoặc là khi mà chúng ta hoạt động thì đối với những bạn mà bị đau nặng thì chúng ta nên sử dụng những cái loại dầu lạnh để nó thẩm thấu nhanh và nó có tác dụng nhanh các bạn nhé. Đấy, nó giảm đau nhức và điều trị các vết thương rất là tốt luôn. Đấy, và cái mùi hương của nó rất là dễ chịu nên là các bạn thấy là rất là dễ nên là chúng ta thấy là rất là dễ chịu thôi. Nó chữa các tế bào tổn thương đấy, phòng chống loãng xương đấy, ngăn ngăn chặn những cái cơn đau về xương khớp đấy, và nó tăng hiệu quả hoạt động của xương lên. Và cái sản phẩm dầu 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 xoa bóp glucosamine của Hàn Quốc này, các bạn biết là đây là cái dầu lạnh nó cực kỳ là nổi tiếng của Hàn Quốc rồi, và cái sản phẩm này nó lúc giúp cho với nó giúp cho bạn để tạo cho cái cảm giác mát lạnh và giảm đau nhanh chóng luôn đấy. Và cái một cái lọ dầu lạnh glucosamine này là nó là 150 ml nên là các bạn thấy là chúng ta dùng khá là lâu chứ nó không hề nhanh hết đâu các bạn nhé. Cái sản phẩm này thì nó giúp cho các bạn giảm các cơn đau cấp này, khớp cấp này, mãn và mãn tính này, giúp cho chúng ta thấy là cái tạo cho cảm giác mát lạnh dễ chịu và xua tan cái cơn đau nhức luôn, giảm các hỗ trợ về chấn thương hoặc là bong gân hoặc là chuột rút đấy, làm giảm các cơn đau nhức đấy, đau lưng, mỏi khớp tay chân, đau mỏi vai gáy. Cái thành phần hoàn toàn 100% từ tự nhiên, không có chất độc hại, không chứa cái chất kích ứng da, không gây tác dụng phụ, mùi thơm rất là nhẹ nhàng và dễ chịu thôi. Đấy, các bạn thấy là cái dầu của Hàn Quốc này thì nó gọi là nó rất là nổi tiếng rồi. Cách sử dụng thì chúng ta sẽ xoa lên cái phần dầu lạnh của glucosamine lên cái phần mà chúng ta đang bị đau nhức. Đấy, massage tầm độ 5 đến 10 phút là chúng ta có thể ok rồi các bạn nhé. Đấy. Nếu mà bạn nào mà bị đau nặng thì chúng ta có thể sử dụng lâu dài, hoặc là đối với những bạn mà bị lớn tuổi thì chúng ta sử dụng để cho nó đỡ đau nhức xương khớp đều được các bạn nhé. Nếu mà bạn vẫn còn thắc mắc cho cái sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0985 382 98 Nguyễn Loan các bạn nhé. Đây là dầu lạnh glucosamine đấy. Ok, xin chào các bạn.